Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách tóc và thay phông của những cái ảnh mà cần phải thay phông khách yêu cầu. Thì thực ra thì có rất là nhiều các cái ảnh có cái cách mà người ta có thể người ta thay phông hoặc là người ta tách những cái sợi tóc này, những cái sợi tóc tơ, sợi tóc nhỏ. Tuy nhiên là có một cái cách mà mình thường sử dụng hầu như là nó nói chung là cái cách này nó gần như là được cho tất cả các cái thể loại ảnh, tất cả các cái thể loại mà tóc nó gần như là sử dụng hết. Một số các cái cách khác thì nó không làm được 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 theo như mình gọi là nó trọn vẹn, bởi vì nó ảnh hưởng ở cái, những cái thứ ví dụ như là nó sẽ yêu cầu độ tương phản giữa cái chi tiết và cái phông nền, nó phải rất là sắc nét, nó phải rõ ràng thì mới làm được. Còn đối với những cái ảnh mà ví dụ như như cái ảnh này thì giữa cái tóc và cái phông nền này, phông thì phông mù ghi, tóc thì nó cũng không rõ lắm vì cái này nó là chụp cả người, thì một số cái cách là nó không thể nào nó lấy được những cái chi tiết như thế này. Cái thứ hai nữa là những cái voan, có những cái voan nó rất là khó, ví dụ như thế này thì khi mà mình thay ra một cái phông ấy, thì là nó sẽ thì là nó sẽ hơi bị, nếu như mình làm chi tiết cầu kỳ sẽ hơi mất thời gian. Nên là mình sẽ hướng dẫn cái cách rất là đơn giản cũng như là thông dụng để mà xử lý nó. Thì ở đây thì mình có cái stock mà mình đã sưu tầm chỉnh sửa hết rồi. Là bây giờ mình thay phông thì để tránh để mất thời gian của các bạn thì mình cũng tách cái ảnh này lên rồi. Đây, sau khi tách thì nó sẽ như thế này và mình cũng lấy một cái phông và mình ghép vào, mình cũng chọn phông luôn rồi cho nó nhanh để hướng dẫn các bạn cho nó dễ. Thế thì về cơ bản thì sau khi mà mình tách ra rồi thì các cái chi tiết ở cái tóc này nó sẽ bị mất đi đấy, so với ảnh gốc. Ảnh gốc thì nó sẽ có những cái chi tiết của cái tóc này, còn ở đây thì nó không có đó. Thế thì sau khi mà mình tách nó lên như thế này rồi thì cái việc lấy vùng chọn của vùng tóc này, mình sẽ lấy vùng chọn của cái vùng tóc này thì có nhiều cách lấy. Có người dùng lasso đặt fader hoặc là tạo sẵn fader, đây fader đây đó. Mình thì mình dùng quick mask, đây. Quay về cái layer gốc, background, nó dùng brush, mình sẽ bôi vào cái vùng tóc này. Mình chỉ lấy vùng tóc thôi vì là mình cần lọc cái tóc này, nên mình lấy vùng tóc thôi. Sau đó thì mình sẽ nhân lớp nó lên, đẩy nó lên trên, đẩy cái lớp tóc ở lên trên phía trên cái phông. Bây giờ thì các bạn thấy rằng là như thế này thì cái tóc đây này, những cái sợi tóc này nó bị mất này. Thế bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bộ lọc ở đây là Manti. Đó. Sử dụng cái bộ lọc Manti thì lúc này thì cái vùng tóc này nó đã được hòa trộn với cả cái phông này rồi. Thế tuy nhiên là nó vẫn bị ám cái vùng màu đen ở đây. Thế làm sao để khử được cái vùng màu này đi? Thì chúng ta sẽ vào Image. Chúng ta vào Adjustment. Sau đó chúng ta sẽ chọn, các bạn sẽ chọn cho mình cái curve. Rồi. Ở cái curve thì các bạn sẽ chọn cho mình cái ngòi bút. Cái ngòi bút này. Sau đó các bạn để ở cái vùng cái vùng đen đen này, ở bên ngoài. Các bạn bấm chọn vào. Đó. Như thế là cái tóc này nó sẽ rõ nét này, còn cái vùng đen kia thì nó sẽ bị biến mất đi. Tất nhiên là cái này thì nó sẽ không được 100%. Nếu mà các bạn mà làm hết 100%, có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng khớp mà các bạn bấm chọn nó, các bạn dùng bút đây, các bạn bấm chọn nó sâu hơn một tí nữa thì cái sợi tóc này nó sẽ
nó sẽ bị mất chi tiết đi một chút đấy. À, mình phóng to nên các bạn có thể theo dõi pencil lại này. Này thì nhìn thì nó sẽ hơi rõ hơn một chút. Thế thì bây giờ mình sẽ tùy chọn vào cái phông nó như thế nào để cho nó cảm thấy nó phù hợp. Ví dụ như cái phông này thì mình thấy rằng là nó cũng khá nhiều chi tiết, cho nên là khi mà mình dùng cốp để mà mình lọc cái vùng đen đi rồi, ở vùng cái vùng vùng sao nào này đi một chút, thì mình thấy rằng là nó cũng vẫn là ok, cho nên là để như thế thôi. Thế là ok, đã được. Tương tự thì ở bên bên này mình cũng làm như vậy về background rồi. Sau đó phóng to, các bạn nhìn đây, các sợi tóc tơ đây. Khi mà các bạn muốn làm cho nó rất là cẩn thận ấy, thì các bạn có thể là khoanh vùng nó hơi rộng ra một tẹo để làm sao để lấy được hết các cái chi tiết của cái sợi tóc tơ. Đấy, làm cẩn thận hơn một chút. Nói chung là làm Photoshop thì cũng cần tỉ mỉ, mình cũng cẩn thận. Nó cũng lại chọn bàn ti cấp image as man. Mình bấm phím tắt nhiều, bây giờ nhiều khi bấm vào các cái lệnh này mình lại phải lò dò hơi lâu. Chọn vào đây, các bạn nhớ chọn đừng bấm vào cái vùng tóc nhé, đừng bấm vào cái vùng có tóc, mình sẽ chọn bên ngoài một chút đó. Sau khi bấm thì các bạn nhìn này, sau khi mà mình đã lọc nó đi thì các bạn nhìn đấy, những cái chi tiết tóc nó sẽ lấy được lại như thế này. Và có một vấn đề nữa là khi mà như thế thì những cái vùng như thế này nó sẽ vẫn bị dính cái phông cũ đấy, cái phông gốc ấy, thì các bạn dùng tẩy rồi các bạn lên cái layer mà các bạn lọc lúc đầu tiên ấy, layer này các bạn tẩy nó đi. Các bạn cứ để opacity lên 100%, các bạn tẩy đó. Khi mình tẩy như thế này đi thì nó sẽ vẫn còn nguyên cái chi tiết mà nó không bị mà nó không xóa được hết những cái phông gốc. Ok, thì đây là mình hướng dẫn các bạn cái giữ lại cái sợi tóc tóc tơ là bằng Manti. Rồi, mình muốn nói luôn ở đây là tại sao mà lại không lấy vùng chọn luôn một lượt ở hai cái tóc này mà lại phải tách riêng ra. Bởi vì là khi mà người ta chụp trong phòng á, là nhiều khi cái đèn nó không không được đều ấy. Bên này, bên cái phông này, đây mình sẽ cho các bạn xem từ hình gốc. Bên cái phông này nhá, thì chỗ này nó có thể là đèn nó vào được thì nó sẽ hơi sáng. Nhưng chỗ này có thể là nhiều khi là đèn nó không vào được, nó sẽ hơi tối. Cho nên nếu mà cái khi mà các bạn chọn cùng một lúc cả hai cái vùng chọn, các bạn chọn một lúc cùng một lúc cả hai bên này như thế này, thì cái trường hợp mà khi mà lọc nó lọc cái cớp ấy là nó sẽ không lọc được hết và nó sẽ vẫn bị ám một cái vùng đen. Cho nên là tại sao mình đã làm cẩn thận, mình sẽ phải lọc, mình sẽ phải lấy hai lần, mình phải lấy hai lần là như vậy. Đây, ví dụ như đây nha, sau khi lọc cái này thì nói chung là về 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 cái ảnh này thì về cái phông thì nó tương đối là sáng đều, cho nên là mình cũng dễ thôi. Thế nhưng mà đối với những cái mà nó không, đây này, khi mà mình dùng cướp này, ví dụ bây giờ mình chọn ở bên này mình bấm thì ở bên này nó sẽ ok, thế nhưng bên này thì nhiều khi nó không ok. Rất may là cái ảnh này thì nó lại tương đối là nó đều về ánh sáng, cho nên là nó trông được như này thôi, chứ còn có nhiều cái ấy, bên này nó sáng này, bên này nó tối luôn này, đèn nó không tới đó. Cho nên là khi làm các bạn nên cẩn thận, nên làm chi tiết hơn, giống như mình làm từng cái một. Rồi sau khi mà được cái tóc rồi thì bây giờ đến lượt cái voan. Cái voan này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng cách là các bạn sẽ dùng cái kênh channel. Mình sẽ lấy cái layer mà mình tách ra từ lúc đầu rồi đấy,
Cái layer này thì mình mới chỉ xóa cái vùng tóc thôi, chứ còn vùng voan này nó còn nằm nguyên. Bây giờ làm sao để đục cho nó trong suốt để nó không bị cái phông gốc nó ám vào, nó dính vào trong cái voan này. Thì các bạn sẽ dùng Chanel cho mình. Trong kênh Chanel này thì nó có ba ba kênh là RGB, Red, Blue và Green. Thì khi mà các bạn bấm nhé, bấm bấm thử vào Red này, thì các bạn nhìn này, các bạn nhìn thực tế ở trên này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phông gốc nó vẫn còn ám ở đây. Thì các bạn bấm tiếp vào trong kênh Green cho mình, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó rất là rõ nét luôn này. Đó, Blue, Blue thì nó còn rõ nữa, nổi bật. Thì cuối cùng là mình sẽ chọn cái này, mình chọn cái nào nó vừa vừa thôi đấy, mình chọn cái kênh red thì nó vừa vừa thôi. Kênh red bình thường ở đây ấy nó là cái phím Ctrl 3. Thế thì nếu như mà trong cái trường hợp các bạn không cần bấm vào trong kênh channel đâu, khi mà nó đang ở layer, thì các bạn ấn cho mình cái tổ hợp phím Alt Ctrl Shift 3, nó sẽ tự động nó chọn cái kênh đó. Và sau đó ấy, ở chính cái layer mà các bạn tách lên như lúc đầu ấy, các bạn Ctrl Z lên cho mình, là các bạn nhân cái lớp đấy, là cái lớp tách lên một cái lớp nữa. Chờ một chút, con đang bị lỗi đó, Ctrl Z. Rồi bây giờ mình tắt cái mắt của cái layer mà tách lên để chúng ta nhìn cho nó dễ hơn. Thì khi này là các bạn đã nhìn thế này đó, các bạn sẽ nhìn thấy là cái voan nó sẽ như thế này. Thế thì cái này thì nhìn thì trông như này là tương đối rồi, nhưng mà nó vẫn bị nhìn thấy cái phông gốc. Thế nên các bạn sẽ dùng cớp cho mình vào image cớp hoặc level, nếu mà dùng level cũng được, để tăng sáng. Các bạn đẩy sáng cái layer mà các bạn tách để lấy cái voan lên, các bạn đẩy sáng lên cho mình đó, nó đang như này đó, các bạn đẩy lên. Khi mà các bạn thấy rằng là nó đã cái phông mà cái điểm mà ở cái phông gốc ấy nó tương đối sáng rồi, nó ok rồi, nó gần như là nó hòa được vào với cả cái phông rồi, thì ok dừng lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới cái layer mình tách lên lúc đầu, sau đó quay trở lên cái layer lúc đầu này, cái layer mình tách lên, các bạn cũng lại dùng tẩy. Trong một trường hợp khác các bạn không dùng tẩy, các bạn dùng dùng mặt nạ lớp cho mình, sau đó chọn brush, các bạn sẽ xoa. Có một chút là như thế này nhé, khi mà chúng ta chọn brush như thế này và chúng ta sẽ ẩn cái vùng này đi, thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái background này, ẩn cái vùng voan mà mình đang muốn cho nó, để nhìn thấy cái voan mà mình tách bằng kênh channel này lên này. Thì các bạn thay đổi cái background này, nó chỉ có chỗ này thôi và chỗ này là đen trắng. Sau đó các bạn dùng brush nhé, để ngòi vừa phải, các bạn xoa cẩn thận một chút, đừng để cho nó ăn vào tóc quá. Các bạn có thể để cái opacity nó hơi nhỏ hơn một chút, một tí, để có thể mình làm mình đỡ ấy, đỡ đỡ bị lỗi. Hai bên. Trong lúc làm ấy, các bạn nên phóng to, các bạn làm cho nó, vì vì đây nếu mà là nó là cái ảnh ảnh nhỏ thôi ấy, thì chúng ta cũng không cần phải kỹ quá, nhưng mà đối với những cái ảnh lớn hoặc những ảnh cần những chi tiết, chúng ta phóng to lên cũng là
Thế sau khi mà chúng ta đã chọn như thế này thì các bạn nhìn thấy cái van đấy, van bạn sẽ cảm nhận được nó như là thật, chứ nó sẽ không bị như lúc đầu. Như lúc đầu là nó sẽ có cái đục 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 của cái phông gốc đó. Thì đây là một một cách đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái này là nó có cái độ hòa trộn nhất định đối với cái phông và nó rất là thật. Van nào cũng được thì cũng đều sử dụng như thế được. Và đối với tóc thì như mình đã hướng dẫn thì nó là sẽ là kênh Manti. Còn voan thì chúng ta sẽ lọc bằng kênh Chanel. Đây là một một cái ảnh nói chung là khá phổ biến mà chúng ta khi mà chúng ta thay phông thì chúng ta sẽ phải làm những công đoạn như thế. Thực ra nói thì phân tích thì nó hơi dài thôi, nhưng còn khi mà các bạn làm ấy thì đến lúc các bạn quen rồi thì nó cũng nhanh thôi. Nói chung cũng không phải thuyết minh qua lại. Thế sau khi mà chúng ta làm một thời gian thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm nhất định và chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau. Mình sẽ có thêm một cái ảnh nữa là như thế này, cũng là một cái thay phông, nhưng lần này nó sẽ đặc biệt hơn một chút, đó là cái phông gốc của nó lại là phông màu xanh. Thế thì đối với cái phông màu xanh này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì ở đây thì mình cũng tách em rồi và mình cũng có cái phông như thế này. Thế nếu mà để bình thường ấy thì các bạn nhìn thế này, màu xanh nó ám luôn, ám cả vào trong mặt mũi các thứ đó. Thế thì bây giờ như thế này, khi mà nó đã bị ám như thế này rồi thì chúng ta sẽ không thể xử lý được nó một cách ok lắm đâu. Vậy thì ở cái ảnh gốc mình sẽ nhân nó lên một lớp tấm duplicate layer, Ctrl Z, bất kể một cách nào, có rất nhiều cách để mà có thể nhân cái lớp lên. Và sau đó thì mình tắt hai cái này đi trước để lấy cái gốc này. Ở cái ảnh này coi như là ảnh gốc thì mình đây rồi nhá. Cái layer mình copy lên. Bình thường là người ta sẽ đánh tên này để hướng dẫn cho nó dễ này, ví dụ như là copy background gì gì đấy, nhưng mà mình thì thôi không cần, đã mất công mất thời gian trực tiếp luôn. Khi mà như thế này rồi thì các bạn vào image cho mình, Arrangement, Huê, Saturation. Ở đây các bạn chọn cho mình kênh Blue. Rồi các bạn chấm bút vào đây. Và sau đó thì các bạn kéo cái thanh Saturation này kéo về hết cho mình. Ok, kéo bàn tay. Hết màu xanh. Các bạn có thể đẩy cái này lên một chút cho nó sáng. Rồi. Thực ra khi mà các bạn muốn tách phông á, thì cái yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải làm cho cái tóc và cái phông nó phải tách biệt thì các bạn làm nó mới thật được. Sau khi mà mình tách ra như thế này rồi, sau khi mà mình thay đổi cái màu phông để cho nó không bị ám đấy nhá, lúc đầu thì là nó màu xanh như này, nó ám cả đến cái sợi tóc rồi. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng huê thì nó sẽ lọc hết được tất cả những cái xanh này đi, nhìn nó không bị ám. Ở đây thì mình đã có cái đây mình đã tách từ cái ảnh gốc lên nó như thế này rồi, nó đã có như thế này rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng nó để lấy vùng chọn luôn. Bạn nào mà không biết thì mình sẽ hướng dẫn nó. Cái này là mình chỉ dành cho những cái bạn mới thôi, còn có thể là những cái bạn mà làm chuyên nghiệp rồi các bạn biết hết rồi thì thôi. Thì các bạn giữ cái phím Ctrl nhá, giữ phím Ctrl và kích vào cái hình thumbnail nhỏ này, nó sẽ lấy vùng chọn cho các bạn như lấy toàn bộ cái vùng chọn như là cái các bạn đã tách lên rồi đây. Ok, sau đó thì Ctrl Z lên từ cái copy của background lên. Sau đó chúng ta đẩy nó lên trên phông, mở phông lên đó. Thì sau khi mà các bạn đã có được như thế này rồi là gần như là đã là ok rồi đấy, thì cái công đoạn tiếp theo nó lại trở về như là mình
vừa mình hướng dẫn các bạn làm ở cái ảnh này. Các bạn sẽ cũng sẽ lấy vùng chọn của tóc đấy, và sau đó các bạn cũng sẽ, lần này các bạn nhớ là chúng ta sẽ không lấy ở cái background gốc, bởi vì cái background gốc này nó có cái màu xanh. Chúng ta sẽ chọn ở cái vùng copy background này, chúng ta cần chung gì lên, và ở đây chúng ta sẽ chọn multi. Rồi sau khi chọn multi, chúng ta sẽ sử dụng curve và lọc nó đi. Ok, như vậy là chúng ta đã lọc và đã lấy lại được những cái sợi tóc, những cái chi tiết bé nhất. Tất nhiên sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lên cái layer, cái layer mà chúng ta đã tách từ ở copy background lên. Chúng ta sẽ dùng tẩy và chúng ta sẽ tẩy nó đi, tẩy những cái vùng mà phông còn sót lại. Thì nó sẽ mất đi những cái mà ở phòng gốc đó. Thì đối với cả bên này thì các bạn cũng làm như vậy, và như vậy thì rồi Van cũng làm như mình hướng dẫn ở lúc đầu. Cái này thì mình chỉ có hướng dẫn thêm các bạn, đó là ở trong cái trường hợp là cái phông màu xanh, mình chỉ hướng dẫn thêm là bởi cái phông màu xanh này thì mình sẽ sử dụng như thế nào để tách nó lên thôi. Còn khi mà mình đã tách được lên như thế này rồi thì tất cả các công đoạn thì nó như cái ảnh này, thì các bạn sẽ tìm hiểu lại ở đây. Rất là vui khi mà đã chia sẻ với các bạn những cái kiến thức mà mình cũng có từ cũng rất là nhiều năm nay. Lúc nào mà rảnh mình mới chia sẻ được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn sẽ có những cái bài học và có những kinh nghiệm thêm trong các trong cái cách xử lý ảnh của mình. Cảm ơn các bạn.